Hello, xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ cho các bạn cách đầu nối biến tần ABB nhé, ACF 355. Mình đi sửa chữa buổi tối là ánh sáng nó không được sáng cho máy, mình dùng bật điện LED điện thoại. Các bạn thông cảm nhé. Giờ mình chỉ việc đầu nối các bạn nhé. Đầu tiên mình chuẩn bị bộ ốc vít các bạn nhé, bộ tu vít như này. Đó. Đó. Tiếc nữa. Trước tiên mình sẽ đấu ở phần dưới cho các bạn nhé. Đây, phần dưới nó có nguồn vào 3 pha 380 U1 và V1 VK1 các bạn nhé. Ta đấu nguồn vào trước, nguồn 3 pha 380 các bạn nhé. Đây là cái mạch sao tam giác thuận ngược, chạy thuận ngược của cẩu trục các bạn nhé. Cẩu trục chữ A chạy hai motor, mỗi motor chạy mỗi motor là 2 kW các bạn nhé. Giờ con này chạy 4 5 HP, 4 kW 5 HP các bạn ạ. Đây là nguồn vào các bạn nhé. Đây là biến tần chạy 2 motor nhé, 4 kW các bạn nhé. Đây mình nguồn 3 pha vào. Các bạn chắc chắn một tí các bạn nhé. Đây là dây motor các bạn nhé. Đây, dây motor. À,
đầu ra của biến tần là U2 V2 W2, nó có đề là motor đây các bạn nhé. Còn bên chỗ BRK này chính là phanh của hãm điện áp của con biến tần. Đây là đó là con chờ xả các bạn nhé. Thế này mình phải đấu đúng pha các bạn này, để motor nó sẽ mình đấu lệch pha là motor nó sẽ chạy không có chạy được các bạn này. Tiếp theo mình sẽ nối nguồn cho khởi động từ. Nguồn khởi động từ là đây, là nguồn khởi động từ các bạn nhé. Chân số 19 của biến tần các bạn nhé. Đây, đây chính là nguồn các bạn nhé.